Yeah. 3, 2, 1 bắt đầu. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đang có thực hiện cảnh quay tại công viên Hòa Bình trong MV mới của Như Ý. Hiện tại đây là đồ đạc của mình. Đây là bạn diễn của mình, người yêu trong MV, nhưng ngoài đời thì chưa có người yêu. Tiếp theo mình sẽ cho các bạn xem ca sĩ chính của MV, Minh Phi. Và Như Ý đang đến. Đấy. Thực sự ở đây mới là Như Ý, còn Minh Phi đang đến. Người đang cầm máy quay là anh BTS Tuấn Hà. Các bạn thấy cảnh công viên Hòa Bình có đẹp không?